Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật những vấn đề nóng nhất, mới nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Triều Tiên đã cáo buộc Hàn Quốc điều máy bay không người lái UAV qua thủ đô Bình Nhưỡng để thả truyền đơn chứa tin đồn kích động và rác rưởi. Bình Nhưỡng cảnh báo rằng nếu phát hiện thêm một chiếc UAV nữa, họ sẽ coi đó là tuyên chiến. Quân đội Hàn Quốc trước đó đã phủ nhận việc họ đứng sau các chuyến bay UAV nói trên. Trong khi những đồn đoán tập trung vào những nhóm hoạt động ở Hàn Quốc mà từ lâu đã gửi truyền đơn và đô la Mỹ về phía Triều Tiên, thường là bằng bóng bóng. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng khẳng định Seoul phải chịu trách nhiệm và tuyên bố rằng họ đã yêu cầu tám lữ đoàn pháo binh đang trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, chuẩn bị khai hỏa và tăng cường các trạm quan sát trên không ở Bình Nhưỡng. Bình Nhưỡng tuyên bố UAV tuyên truyền đã bay vào không phận thủ đô Bình Nhưỡng 3 lần trong những ngày gần đây. Bà Kim Yo Jong, em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, cảnh báo sẽ có thảm họa khủng khiếp nếu họ không dừng lại. Và mới đây nhất, theo hãng thông tấn KCNA, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đã triệu tập cuộc họp có sự tham gia của các quan chức quân đội, tình báo cấp cao, trong đó có Tổng tham mưu trưởng quân đội Triều Tiên Ri Yong Jin, Tổng cục trưởng Tổng cục tình báo Ri Chang Ho. Tại cuộc họp, Chủ tịch Kim Jong Un đã nghe báo cáo về kế hoạch đối phó với vụ việc UAV Hàn Quốc mang giải truyền đơn xâm nhập không phận Bình Nhưỡng. Các báo cáo này bao gồm cả kế hoạch đối phó của quân đội và tình hình liên quan đến hoạt động tình báo của Triều Tiên. Nhà lãnh đạo Kim Jong Un đưa ra kế hoạch hành động quân sự ngay lập tức và đề xuất các nhiệm vụ quan trọng cần phải hoàn thành trong hoạt động răn đe chiến tranh và thực thi quyền tự vệ để bảo vệ chủ quyền quốc gia. Ông Kim Jong Un cũng bày tỏ lập trường chính trị và quân sự cứng rắn của Đảng Lao động cầm quyền và chính phủ Triều Tiên. Về phía Hàn Quốc, vẫn đang tiếp tục theo dõi các hoạt động của quân đội Triều Tiên và chuẩn bị sẵn sàng biện pháp ứng phó để đảm bảo an toàn cho người dân và lực lượng quân sự. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cảnh báo, Triều Tiên sẽ phải đối mặt với sự kết thúc của chế độ nếu gây ra bất kỳ tổn hại nào cho người dân Hàn Quốc. Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết, họ không thể xác nhận liệu những tuyên bố của Triều Tiên liên quan đến các vụ UAV xâm nhập không phận có đúng hay không. Mới đây, hãng thông tấn SPA của Ả Rập Xê Út đưa tin các lực lượng hải quân và không quân của Hy Lạp, Ai Cập, Pháp, Cộng hòa Ship cùng với Ả Rập Xê Út đã bắt đầu cuộc tập trận chung mang tên Medusa 13 được tổ chức tại Hy Lạp. Theo chỉ huy hải quân Ả Rập Xê Út, Đại tá Fat Al-Humaydi al, al Otaibi, cuộc tập trận này được thiết kế nhằm tăng cường hợp tác quân sự quốc tế và thúc đẩy hợp tác an ninh chung giữa các nước tham gia. Trọng tâm của cuộc tập trận Medusa 13 là thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu chung sử dụng vũ khí hiện đại, phối hợp giữa các đơn vị khác nhau để chống lại các mối đe dọa hàng hải phi truyền thống và trao đổi chuyên môn trong việc bảo vệ các khu vực hoạt động khỏi nhiều mối nguy hiểm khác nhau. Cuộc tập trận sẽ kéo dài vài ngày, diễn ra trên đảo Crete của Hy Lạp và tại các khu vực hoạt động quan trọng ở Địa Trung Hải. Medusa Thirteen sẽ bao gồm các hoạt động quân sự, hoạt động thông tin, tấn công đổ bộ và kịch bản sơ tán dân thường, làm nổi bật tính toàn diện của hoạt động huấn luyện này. Cuộc tập trận chung dự kiến sẽ đóng góp đáng kể vào việc nâng cao năng lực hải quân và không quân cho tất cả các quốc gia tham gia, đồng thời thúc đẩy an ninh khu vực. Theo ban tổ chức, các nước tham gia cuộc tập trận Medusa 13 đã cử các binh sĩ thuộc những đơn vị của lực lượng hải quân, thủy quân lục chiến cùng nhiều máy bay và tàu chiến tham dự hoạt động huấn luyện chung này. Trước đó, cuộc tập trận Medusa 12 đã được tổ chức vào tháng 11 năm 2012 với sự góp mặt của quân đội các nước bao gồm Hy Lạp, Cộng hòa Ship, Ả Rập Xê Út, Ai Cập và Mỹ. Trong khi đại diện của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, UAE, Bahrain, Jordani, Đức, Pháp, Rumani, Congo và Maroc đóng vai trò quan sát viên. Vừa qua, Phó Thủ tướng Shakbi Alexander Vulin cho biết, Liên minh châu Âu EU đang đưa ra những yêu cầu ngày càng cứng rắn đối với Shakbi và không đưa ra bất kỳ tiến triển nào về tư cách thành viên. để đổi lại, Ben Gratt sẽ khám phá lựa chọn thay thế là gia nhập BRICS. Theo đó, phó thủ tướng Vulin nói với tờ báo Đức Berliner Zeitung trong cuộc phỏng vấn được công bố mới đây. EU chỉ cần nói là không muốn chúng tôi. Chúng tôi coi EU là đối tác, nhưng chúng tôi không hoàn toàn chắc chắn rằng EU coi chúng tôi là đối tác. Tại sao các vị cứ đặt ra những điều kiện mà chúng tôi không thể đáp ứng? Shelby, nước cộng hòa lớn nhất của Nam Tư cũ đã nộp đơn xin gia nhập EU vào năm 2009 và trở thành ứng cử viên kể từ năm 2012. Nhưng EU gần đây nêu thêm điều kiện gia nhập với Serbia là phải công nhận tỉnh ly khai Kosovo. Theo Phó Thủ tướng Vulin, Tổng thống Nga Vladimir Putin chưa bao giờ buộc Serbia phải lựa chọn giữa Brussels và Moscow hoặc đe dọa các đứt quan hệ nếu Belgrad bắt đầu các cuộc đàm phán gia nhập EU. Về vấn đề này, ông Vulin đã đưa ra câu hỏi chờ lời giải đáp của Liên minh châu Âu. Trong khi đó, các nhà đàm phán EU nói với chúng tôi nếu các vị không cắt đứt quan hệ với Nga các vị sẽ không được gia nhập EU vậy chúng tôi có phải là đối tác hay không hay chúng tôi không có quyền lợi riêng của mình đồng thời phó thủ tướng Schäuble khẳng định rằng sẽ là vô trách nhiệm nếu nước này không xem xét tất cả các cơ hội bao gồm cả tư cách thành viên của Brics ông nhấn mạnh nếu Brics gần đây đã thu hút thêm nhiều thành viên mới như các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Ả Rập Xê út hoặc thổ nhĩ kỳ thì điều này cũng tương tự như đối với Schäuble không còn nghi ngờ gì nữa, BRICS hoàn toàn có thể thay thế EU. BRICS đã vượt qua khối G7 do Mỹ đứng đầu về thị phần GDP toàn cầu, có ngân hàng phát triển riêng và đã mở rộng từ 4 thành viên vào năm 2006 gồm Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc lên 5 thành viên bao gồm cả Nam Phi vào năm 2011. Đầu năm 2024, 4 quốc gia Ai Cập, Iran, Ethiopia và các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất UAE đã chính thức trở thành thành viên của nhóm và Ả Rập Xê Út đang hoàn tất quá trình gia nhập. Cho tới tháng 9 năm nay, trợ lý tổng thống Nga Yuri Ushakov xác nhận rằng Thổ Nhĩ Kỳ đã chính thức nộp đơn xin gia nhập BRICS và trở thành quốc gia NATO đầu tiên nộp đơn. Hàng chục quốc gia khác, trong đó có Azerbaijan, Algeria, Indonesia, Pakistan, Malaysia, Nigeria, Thái Lan, Venezuela, Kazakhstan, Palestine, Cộng hòa dân chủ Congo, Gabon Bangladesh, Bahrain, Coet, Senegal và Bolivia cũng đã bày tỏ mong muốn gia nhập BRICS. Một trong những quan chức y tế hàng đầu của Kiev cho biết virus Tây Sông Ninh gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với Ukraine vì sự lây lan của loại virus lây truyền qua mũi này đã giết chết gần một chục người ở quốc gia bị xung đột tàn phá này. Thứ trưởng Bộ Y tế, đồng thời là nhà dịch tễ học Ukraine, Ihor Kuzin, trả lời phỏng vấn của BBC được công bố gần đây rằng tình hình rất nghiêm trọng và sẽ vẫn nghiêm trọng. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC, virus này thường lây lan qua mũi bị nhiễm bệnh và có thể gây ra các triệu chứng như sốt, đau nhức, nôn mửa, phát ban, tiêu chảy và đau đầu. Bệnh này phổ biến hơn vào mùa hè và mùa thu khi mũi xuất hiện nhiều hơn. CDC cho biết, con người bị nhiễm virus Tây Sông Ninh khi mũi đốt họ sau khi hút máu những con chim có chứa virus. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, các điểm nóng bùng phát thường được tìm thấy trên các tuyến đường di cư của chim. Kuzin cho biết một số đường bay của những loài chim như vậy đi qua Ukraine. Theo cơ quan y tế công cộng, cứ 150 người nhiễm virus Tây Sông Ninh thì có khoảng một người mắc bệnh nghiêm trọng hoặc tử vong. Ước tính có khoảng 80% người nhiễm virus không biểu hiện triệu chứng. Trung tâm Y tế Công cộng do Bộ Y tế Ukraine điều hành cho biết tỷ lệ tử vong nằm trong khoảng từ 2 đến 14%. Hiện tại không có vaccine hoặc phương pháp điều trị cụ thể nào cho bệnh sốt Tây sông Ninh. Ngoài ra, kể từ khi nga mở hoạt động quân sự tại Ukraine, quốc gia này dần cạn kiệt nguồn cung cấp y tế quan trọng và đã phải tạm dừng các hoạt động khẩn cấp để kiềm chế đợt bùng phát dịch bệnh bại liệt. Còn đầu năm nay, các khu vực tiền tuyến nga-Ukraine cũng đã chứng kiến cơn sốt chuột gây bệnh dịch cho binh lính nga và Ukraine như chứng nôn mửa và chảy máu từ mắt. Không những vậy, cơn sốt chuột còn khiến nga và Ukraine tổn thất nhiều trang thiết bị quân sự quan trọng báo quân sự Ukraine đã ghi nhận sự bùng phát của bệnh sốt chuột ở nhiều đơn vị Nga xung quanh Kupiansk thuộc Kharkov. Báo cáo cho biết bệnh sốt ở chuột đã lây sang người qua đường hít phải bụi phân chuột hoặc ăn phải phân chuột trong thức ăn. Báo cáo này chưa thể xác minh độc lập, nhưng theo quân đội Ukraine, các triệu chứng khủng khiếp của căn bệnh này bao gồm sốt, phát ban, huyết áp thấp, xuất huyết ở mắt, nôn mửa và vì nó ảnh hưởng đến thận nên đau lưng dữ dội. Thời điểm đó, Ihor Jahorodnyuk, một nhà nghiên cứu tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Ukraine nhấn mạnh thiệt hại do chuột gây ra có thể nghiêm trọng vì mất liên lạc có thể khiến nhiều người thiệt mạng. Liên Hợp Quốc đã đưa ra cảnh báo về nguy cơ xảy ra một cuộc xung đột khu vực thảm khốc khi Israel phải đối mặt với các cuộc tấn công từ cả hai phía, Hezbollah ở Liban và Hamas ở giải Gaza. Thông qua lực lượng gìn giữ hòa bình của tổ chức này tại Liban, UNIFIL, Liên Hợp Quốc bày tỏ lo ngại về nguy cơ căng thẳng của cuộc xung đột người phát ngôn của unifin andrea tenenti lưu ý cuộc xung đột hiện tại có thể sớm biến thành một cuộc xung đột khu vực với hậu quả thảm khốc cho tất cả các bên liên quan ông tenenti nhấn mạnh rằng không có giải pháp quân sự nào có thể giải quyết cuộc xung đột này và kêu gọi các bên cần nỗ lực hướng tới hòa bình tình hình trở nên nghiêm trọng hơn khi israel liên tục tiến hành các cuộc không kích vào cả hai mặt trận này trong khi các phong trào thân iran đã đẩy mạnh các cuộc tấn công bằng tên lửa vào miền bắc israel đặc biệt là khu vực xung quanh thành phố haifa Cuộc xung đột đang diễn ra trong bối cảnh các hoạt động quân sự quy mô lớn của Israel nhằm vào các mục tiêu của cả Hamas và Hezbollah bắt đầu từ cuối tháng 9 và kéo dài sang tháng 10. Trong khi đó, Hezbollah đã liên tục bắn tên lửa và pháo kích vào miền Bắc Israel khiến căng thẳng giữa hai bên càng gia tăng. Các cuộc không kích của Israel mới đây đã gây ra những thiệt hại nặng nề về nhân mạng ở Liban và Gaza. Các cơ quan quốc tế như UNRWA cơ quan Liên Hợp Quốc về cứu trợ người tị nạn Palestine đã lên tiếng về thảm cảnh của hàng trăm nghìn người dân bị mắc kẹt trong các khu vực bị bao vây bởi quân đội Israel, đặc biệt là xung quanh khu vực Jabalia. Mặc dù Israel đã cảnh báo sơ tán dân cư tại một số khu vực, nhiều người vẫn không thể rời khỏi do tình trạng giao tranh ác liệt và thiếu phương tiện di chuyển. Liên quan đến lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, năm binh sĩ của UNIFIL đã bị thương trong các cuộc giao tranh ở miền nam Liban một số quốc gia bao gồm pháp và ireland đã cáo buộc israel cố ý nhắm vào lực lượng gìn giữ hòa bình gây tổn thất nghiêm trọng cho các cơ sở đồn trú của họ tổng thống pháp emmanuel macron đã kêu gọi các bên ngừng bắn ngay lập tức mặc dù đã có nhiều nỗ lực đàm phán nhằm chấm dứt cuộc xung đột tại liban cho đến nay tất cả đều thất bại chính quyền liban đã yêu cầu hội đồng bảo an liên hợp quốc ban hành một nghị quyết mới kêu gọi ngừng bắn hoàn toàn và ngay lập tức tuy nhiên nhiều quốc gia như giordani đã lên tiếng đòi hỏi các biện pháp mạnh mẽ hơn bao gồm áp dụng chương 7 của Liên hợp quốc để buộc Israel phải tuân thủ luật pháp quốc tế. Trong bối cảnh gia tăng căng thẳng, Iran vẫn tiếp tục thể hiện sự ủng hộ đối với Hezbollah. Chủ tịch Quốc hội Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf đã đến thăm hiện trường một cuộc không kích của Israel tại miền nam Liban, đánh dấu sự đoàn kết của Tehran đối với phong trào này.